Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay sẽ có những tin chính sau. Cụm thi đua số 2 khối cảnh sát Công an tỉnh sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường. Công an thành phố Bảo Lộc khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng cho vay nặng lãi. Cuối chuyên mục là phóng sự hiểm họa cháy nổ từ kinh doanh phế liệu. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Cụm thi đua số 2 thuộc khối cảnh sát Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng qua, 12 đơn vị trong cụm đã chủ động nắm tình hình, đề ra các phương án kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp. Án chung và trọng án tuy có giảm so với cùng kỳ, song tính chất nghiêm trọng lại có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, tình hình hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hoạt động tín dụng đen xảy ra ở nhiều địa bàn, xuất hiện nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức cho vay với lãi suất cao, không thế chấp, sau đó sử dụng hung khí nóng để thu nợ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trong những tháng còn lại của năm 2018, các đơn vị trong cụm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, bám địa bàn, phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm ngay từ cơ sở. Trọng tâm là ngăn chặn và đấu tranh quyết liệt đối với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Vừa qua, tại huyện Đơn Dương, Công an huyện Đơn Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị giao ban địa bàn giáp ranh 6 tháng đầu năm. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, Công an hai huyện Đơn Dương và Ninh Sơn, chỉ huy các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn, bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn nằm trên địa bàn giáp ranh. Theo báo cáo, thời gian qua, nhìn chung tình hình an ninh chính trị khu vực giáp ranh hai huyện cơ bản ổn định, không có vụ việc nổi cộm, phức tạp, nguy cơ trở thành điểm nóng xảy ra. Công an hai huyện đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, công tác phối hợp trao đổi thông tin đã luôn kịp thời để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cùng nhau tập trung vào các nhiệm vụ, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng giáp ranh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn vùng giáp ranh. Công an tỉnh vừa phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự cho lực lượng làm công tác khám nghiệm hiện trường trong Công an Lâm Đồng. Tham gia tập huấn có 40 học viên là cán bộ chiến sĩ làm công tác kỹ thuật hình sự, điều tra thuộc công an các huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh. Lớp được tổ chức 45 ngày, gồm 7 chuyên đề với các nội dung về hiện trường và công tác khám nghiệm hiện trường, dấu vết hình sự, chụp ảnh và quay phim hiện trường, những phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong công tác khám nghiệm hiện trường cụ thể như tai nạn giao thông, trộm cắp, cháy nổ, chết người, v.v. Thu và bảo quản các loại dấu vết đảm bảo theo đúng quy định, trình tự, khoa học, tố tụng hình sự và làm hồ sơ khám nghiệm hiện trường, các thủ tục trưng cầu giám định theo quy định và một số biện pháp nghiệp vụ của khoa học kỹ thuật hình sự. Qua lớp bồi dưỡng, lực lượng kỹ thuật hình sự ở các đơn vị sẽ được nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó sẽ nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, đặc biệt là các vụ án trộm cắp đang chiếm tỷ lệ lớn trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2 thành phố Đà Lạt vừa tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2018. Đây là hoạt động nhằm phát huy nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và công tác xây dựng lực lượng trong công an nhân dân. Đồng thời, thông qua ý kiến đóng góp của nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Lạt kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế về lễ tiết tác phong, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Tại diễn đàn, cán bộ công an thành phố Đà Lạt đã kiểm điểm về những sai sót trong quá trình thực hiện công tác và đưa ra những giải pháp khắc phục. Bà con nhân dân cũng nêu lên những vấn đề còn tồn tại trong công tác tiếp dân, thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, tình trạng tín dụng đen, các băng nhóm trộm cắp trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp và mong muốn lực lượng công an khắc phục những tồn tại, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác. Thông qua diễn đàn, Công an phường 2 và Công an thành phố Đà Lạt đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của nhân dân để đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
Sau khi củng cố chứng cứ, Công an thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về tội cho vay nặng lãi. 6 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Chí Trung, Nguyễn Quốc Thành cùng trú tại thành phố Hà Nội và Mai Nguyễn Hoài Việt trú tại thành phố Đà Lạt. Trước đó, ngày 8 tháng 8 phát hiện dấu hiệu hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi, Công an thành phố Bảo Lộc đã triệu tập 6 đối tượng đến cơ quan để làm việc. Khám xét nơi tạm trú của các đối tượng, cơ quan công an thu được hàng trăm sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hồ sơ vay tiền cho người dân trên 100 triệu đồng, nhiều sổ sách theo dõi việc vay nợ và 2 còng số 8. Qua điều tra làm rõ, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, các đối tượng đã cho 47 người dân tại địa bàn thành phố Bảo Lộc vay tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, với lãi suất từ 180% đến 240% trên một năm, và đã thu lãi gần 500 triệu đồng. Không chỉ cho vay nặng lãi, các đối tượng còn sử dụng hành vi khủng bố nạn nhân bằng cách ném mắm tôm pha xăng, nhớt vào nhà lúc nửa đêm, ép phải sang tên các tài sản có giá trị nếu ai chậm trả lãi. Công an thành phố Bảo Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, Nguyễn Văn Viễn và Nguyễn Văn Lực cùng trú tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy đi 200 triệu đồng tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, đã điều tra xác minh và triệu tập 2 đối tượng Viễn và Lực để làm việc. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ trộm két sắt trên và thực hiện thêm 4 vụ trộm khác tại địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, lấy đi 3 tấn cà phê, nhiều điện thoại di động, 2 triệu đồng, 2 chỉ vàng. Được biết, cả 2 đối tượng Viễn và Lực từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2014. Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua quá trình theo dõi, đêm ngày 9 tháng 8 năm 2018, Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang Thái Phan Long sinh năm 1991, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, tài xế xe tải 60C18983 về hành vi chở gỗ lậu nên đưa cả người và phương tiện về Công an huyện. Qua kiểm đếm, Công an huyện Đức Trọng và Hạt Kiểm Lâm huyện xác định gỗ thuộc nhóm 4 với tổng khối lượng là 5,5 mét khối. Toàn bộ số gỗ trên không có giấy tờ hợp pháp. Tại cơ quan công an, Long khai nhận đang chở thuê cho một chủ gỗ từ Đức Trọng đi Bình Thuận thì bị bắt. Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra. Công an thành phố Bảo Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Hoàng tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ An Bình, xã Lộc Châu, Công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện 3 đối tượng đang sử dụng chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ 4 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng khai nhận tàng trữ ma túy để sử dụng, đồng thời rủ 2 đối tượng khác đến nhà nghỉ để cùng sử dụng ma túy. Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Sau thời gian điều tra truy xét, Công an huyện Di Linh đã làm rõ vụ trộm heo thịt tại lò mổ Di Linh, bắt 2 đối tượng Nguyễn Hồ Anh Tú sinh năm 1996 và Đỗ Ái Quốc sinh năm 1995 cùng ngụ tại thành phố Bảo Lộc về hành vi trộm tài sản. Các đối tượng khai nhận do nhiều lần đến lò mổ Di Linh chơi nên biết rõ lò mổ Di Linh không có người trông coi vào ban đêm. Do vậy, lợi dụng sơ hở đó, vào đêm ngày 23 tháng 7 năm 2018, Tú và Quốc rủ đối tượng tên Rin dùng sim rác xưng là chủ lò mổ thuê 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 49C09291 do Nguyễn Thanh Liêm và xe ô tô 49C13578 do Nguyễn Thanh Luân cùng trú tại thành phố Bảo Lộc đi chở hàng. Khi đến lò mổ tại tổ dân phố 4 thị trấn Di Linh, cả 3 cùng vào bắt 28 con heo chở đi qua Bình Thuận bán được 121,9 triệu đồng. Hiện Công an huyện Di Linh đang tạm giữ Tú và Quốc, đồng thời truy bắt đối tượng tên Rin. Công an huyện Bảo Lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm Ca Đàn, Ca Chom, Ca Báo, Ca Phong, Ca Ngâu và Ca Đen, cùng trú tại xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào đầu tháng 7 năm 2018, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt quả tang 6 đối tượng đang vận chuyển trái phép 6 hộp gỗ dỗi. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2016 đến nay đã cùng nhau vào tiểu khu 384, 385, 378, xã Lộc Lâm thuộc lâm phần quản lý của công ty lâm nghiệp Bảo Lâm để khai thác gỗ trái phép, sau đó mang bán cho một cơ sở sản xuất gỗ, lấy tiền tiêu xài.
Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định số lâm sản thiệt hại là 45 cây gỗ các loại từ nhóm 3 đến nhóm 6, với tổng khối lượng gần 86 mét khối. Vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt nhận tin báo tại khách sạn Rio, đường Đống Đa thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt. Kẻ gian đã đột nhập lấy nhiều tài sản như điện thoại Vertu, 9 điện thoại smartphone đắt tiền, đồ trang sức, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Tổng tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Qua truy xét, Công an nhanh chóng xác định và bắt giữ Nguyễn Lê Bảo Long khi đối tượng này đang ở địa bàn phường 8 thành phố Đà Lạt. Long thừa nhận lợi dụng sơ hở của khách, đối tượng lẻn vào các phòng 101 và 102 của khách sạn để trộm. Tuy nhiên, do sợ bị lộ nên Long đã vứt 6 điện thoại smartphone xuống cống thoát nước. Qua lời khai của Long, công an đã thu được một điện thoại Vertu, 2 đồng hồ và một sợi dây chuyền trên người Long và 6 điện thoại smartphone Long vứt dưới cống thoát nước. Hiện Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra. Thưa các đồng chí và các bạn, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, mặc dù chính quyền và các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, tuy nhiên, ở hầu hết các cơ sở phế liệu, tình trạng vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn diễn ra và đe dọa tính mạng người dân bất cứ lúc nào. Nằm xen kẽ trong các khu dân cư, mặc dù đã được kiểm tra định kỳ và đột xuất của ngành chức năng, tuy nhiên, tình hình cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh phế liệu vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ở các cơ sở này, chưa được trang bị các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, hoặc nếu có thì cũng chỉ là để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Hầu hết các điểm cơ sở này là nhỏ lẻ, xung quanh vừa là nhà kho, vừa là làm nhà ở, làm sát nhà dân, tập kết phế liệu, chủ yếu là thùng cắt tông, vỏ nhựa, được bao bọc tôn không đảm bảo quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Nói chung là sắt thép, bom đạn, đồ là nhà em không mua, chỉ là thu mua phế liệu là giấy với lon bia, đồ với nhựa xốp. Nói chung là em từ chối, em không mua, em báo với công an phường. Hiện nay, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát sinh hàng chục tấn phế liệu các loại. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong toàn tỉnh hiện có khoảng gần 500 vựa phế liệu lớn nhỏ đã được cấp phép và không được cấp phép đang hoạt động. Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh phế liệu phải đủ điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và tuân thủ pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cơ sở em thì nói chung là chuyên cái nhựa ống, nhựa PVC thôi, chứ em không có mua cái loại sắt thép thì nó mới động tới bom mìn rồi cháy nổ. Sắt bom rồi thì tụi em nói chung những cái loại kim loại sắt thép thì tụi em không có động vô, tụi em không có mua bán cái đó. Trong quá trình kiểm tra với những lỗi vi phạm mang tính chất trực tiếp có thể dẫn đến cháy nổ, ô nhiễm môi trường, ngành chức năng tiến hành lập biên bản nhắc nhở, ký cam kết và tiến hành phúc tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với những biện pháp đó, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh và các địa phương cũng sẽ tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh cũng như của người dân. Phải nói rằng, các cơ sở kinh doanh phế liệu thu gom một lượng rác thải lớn sinh hoạt là cần thiết. Bởi ngoài việc góp phần phân loại một lượng lớn rác thải hữu cơ và vô cơ, hoạt động thu gom phế liệu còn giúp nhiều hộ gia đình tận dụng được các sản phẩm từ rác, đồng thời tạo việc làm cho không ít lao động của địa phương. Tuy nhiên, để công tác phòng cháy nổ đạt hiệu quả, phải có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cũng như chủ cơ sở kinh doanh phế liệu, nhằm giúp mọi người hiểu việc thu mua phế liệu phải đảm bảo cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động luôn được thực hiện đúng và đảm bảo các quy định của nhà nước. Tránh những hiểm họa có thể xảy ra luôn là điều kiện cần thiết hiện nay. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!